Chào nhé, em tên là gì nhỉ? Em tên là Thu Mây ạ, em sinh năm 2002 và em đến từ Gia Lai. Em là Nguyễn Ngọc Linh ạ, em đến từ Hà Nội ạ. Em là Linh ạ, em ở Nam Định, em 2003. Em tên là Minh Phương ạ, em đến từ Nghệ An. Em tên là Ngọc Ánh, em ở Thanh Hóa ạ. Đố em nói lái nhá. Dạ. Em nói đúng 5 câu sẽ tặng em 50k. Vâng. Trò đố nghĩa là đố chó. Vâng. Hiểu, trò chơi nghĩa là chơi cho, hiểu không? Vâng. Thế anh đố đầu tiên dễ trước nhá. Nhìn em hơi nhạt một chút. Hơi nhạt một chút. Nhạt một chút. Chụt một nhát. Đúng. Hợp lý. Quá giỏi. Kiểu anh mê em vào tập phim ấy, nhưng mà anh thấy mỗi khu vé. Khen vừa. Sao hay đây? Sao biết nhiều đấy? Khá là dễ. Dễ mà. Chu với Trinh là đôi bạn thân. Chu thì vô tình. Trinh thì vô tủ ạ. Ui. Sao biết? Đọc lái lại thôi ạ. Đọc lái lại rồi. Dễ à? A câu rồi ạ. Trồn và Lai là đôi bạn thân. Trồn thích liếm tai. Không nhớ lắm. Không nhớ lắm ạ. Vâng, em không nhớ cả đây. Đổ mang nhé. Nhìn em như này, anh muốn biếu hai củ. Cú hai biếu ạ? Không. Cú hai biếu không phải. Không phải. Bú hai kiểu. Kiểu gì với kiểu gì? Bú thì không biết. Có thể là mút hay là gì đấy, liếm ở đây. Nhìn em như này thì anh chỉ muốn đựng là đúng. Đụng là đúng. Hay đi, sao hay đi, rồi văn à? Mấy câu này khá là lâu rồi. Khá lâu rồi. Thôi vào một câu dài dài tí nhá. Như một người nông dân, anh muốn thương em ở ngoài đồng. Thương em ở ngoài đường đấy ạ. Sao cái gì cũng biết đây? Chắc là do học giỏi văn đấy anh ạ. Anh đang đi nhưng mà em lại muốn kìm chân anh ạ. Chầm kim gì á? Không biết. Chưa hẳn. Cầm chim. Cầm chim. Đúng rồi đấy. Thế lấy thưởng không? Tất nhiên là có rồi ạ. Có rồi ạ? Vâng. Đây phần thưởng nhá. Vâng, anh cảm ơn ạ. Về chúc em chơi vui vẻ nhé. Vâng, anh cảm ơn ạ. Thế giờ anh đố em 5 câu, em nói lái đúng, anh sẽ tặng em 50k. Chu với Trinh rủ nhau đua phân phối lớn. Chu thì vô tình, còn Trinh thì... Là sao tại? Chu với Trinh rủ nhau đua phân phối lớn. Chu thì vô tình, còn Trinh thì... Vô tủ. Đấy, dễ không? Một câu, anh thấy em hơi nhạt một chút, nhạt một chút. Hả? Nhạt một chút. Chụt một nhát. Nhưng mà hả? Nhằm một chút là chụt một nhát. Chắc chưa được đâu. Đấy. Ôi trời ơi. Nhìn em xinh này anh cũng muốn biếu em hai củ. Biếu hai củ. Mẹ khó nha, em chưa nghĩ được nha. Bú hai kiểu ạ. Ok. Căng này nha. Kiểu gì nữa kiểu gì. Khó nha, câu hỏi này khó quá nha. Nhìn em xinh như này ấy, thì anh cũng muốn nựng là đúng. Đụng là nứng. Có thật không? Có thật không? Thật thì à? Cũng hết xui. Hết xui, đụng vào đâu? Tay đi. Tay à? Khó. Câu cuối khó nha. Trồn và Nai là đôi bạn thân. Trồn thích niếm tai. Trồn thích niếm tai. Nai thích niếm. Niếm gì? Em không nói được nó. Nói thầm. Nai thích niếm. Thế à? Vâng. Em thích à? Không, em không thích, đấy là con nai, em là con dê. Con dê thích liếm gì? Em thích ăn cỏ. Cỏ. Đúng, người ta 50.000 là 50.000 nha. 50.000, còn thiếu 40.000. Nợ. Nợ á? Nợ như anh trốn thì sao? Anh trốn ở đâu được, anh trốn trong lòng em à? Đấy, đây trả anh. Chuẩn nhá. Chuẩn nhá. Chuẩn chỉ nhá. Chuẩn. Đọc 5 từ lái, nếu mà nói lái được thì anh sẽ tặng 50k. Vâng. Như kiểu bây giờ anh đã bảo là trò đố, nghĩa là đồ chó. Hiểu không? Trò đố là đồ chó. Ừ, đọc lái lại như thế, hiểu không? Bây giờ câu tiên này, câu tiên nó dễ nhá. Vâng. Hôm nay anh tán mà tình còn chưa đổ. Tình còn chưa đổ là đồ còn chưa tỉnh. Đúng rồi. Vâng. Đấy, một câu. Câu tiếp theo sẽ là trông em xinh thế này như chắc là hay xoa kính. Hay xoa kính là hay xinh quá à? Đúng rồi, giỏi thế. Dễ không? Vâng, dễ. Câu tiếp theo này, câu này khó tí nhá. Em thích mũi, mũ anh đội. Mũ anh đội là... mũi anh đội. Ok, 3 câu. Hai câu cuối à, xem nào. Như một người nông dân, anh muốn thương em ở ngoài đồng. Thương em ở ngoài đồng. Thương em ở ngoài... Ngoài đâu? Ngoài đường à? Tôi giỏi đấy, tôi biết nhiều đấy. Em đọc lái rồi mày. Em đọc lái được à? Câu cuối cùng à, xem nào. Hôm nay anh có con cá rất to. Con cá rất to à? Cá
cá chập mặn. Cái đó em không đọc lại được, em không biết thật. Không biết à? Vâng, không biết. Đầu hàng à? Vâng, anh đọc lại được. Cá chập mặn. Cá chập bập à? Cá chập bập là cắp chập bà. Sai rồi. Nó hơi khó về. Hơi khó à? Ok. Thế chúc em may mắn lần sau nhé. Vâng. Ok, anh cảm ơn nhé. Như một người nông dân, anh muốn thương em ở ngoài đồng. Thông em ở ngoài đường. Cái gì cơ? Thông em ở ngoài đường. Giỏi đấy, em giỏi ngữ văn à, giỏi văn à? Không, em không giỏi ngữ văn. Em có thích mũ anh đội không? Câu này khó lắm anh. Khó á? Sao lại khó à? Nói riêng được không? Cái gì cơ? Nói riêng được không? Được. Mũ anh đội. Đầu tiên là Nai và Trồn là đôi bạn thân. Trồn thích nhấm Nai. Còn Nai thích nhấm Trồn. Hả? Cái gì cơ? Trồn. Gần đúng. Câu này vậy không? Nói thầm. Ok. Hôm nay trời nắng, nắng cực. Anh hỏi toàn câu vậy nhá. Sao giỏi đi? Đủ. Giỏi đi. Thế anh phải mất tiền cho em à? Anh không đưa. Hả? Anh không đưa cũng được. Thế anh đưa anh cho em được không? Thôi ạ. Sao? Sao lại không cần lắm? Có người yêu chưa? Em chưa. Chưa thì phải cần chứ. Anh muốn ở một mình hơn. Muốn ở một mình hơn. Thế bây giờ anh đố em nói lái nhá. Lái 5 từ. Em nói đúng theo anh thì anh sẽ tặng em 50k. Hôm nay anh chán nhưng mà tình còn chưa đủ. Đồ còn chưa tỉnh nữa. Đúng rồi. Rồi đây. Vậy thế thôi á. Chỉ thế thôi. Đấy không? Quá là dễ. Quá là dễ lấy thưởng luôn. Tí có tiền đi ăn lạp xưởng. Hôm nay anh và anh dậy rất sớm. Nhưng mà anh dậy sớm đi làm. Anh lại cứ kìm chân anh. Kìm chân. Kìm chân ngược lại. Đọc thử ngược lại xem nào. Thử đi. Trần kim. Gần đúng. Em vẫn không nghĩ ra nghĩa. Không nghĩ ra nghĩa là thay đổi chỗ khác nhá. Sinh như này thì chắc là em hay xoa kính. Bởi vì em xinh quá. Ghê chưa? Ghê chưa? Nhưng mà em sinh như này thì nực là đúng. Nực là đúng. Ôi ra không nha. Hả? Cái gì là không? Không độc lái lại được đâu nha. Sao lại không độc lái lại được? Không. Sao lại không? Không có nghĩa gì hết. Không nghĩa gì hết à? Đúng rồi. Thế đầu hạc à? Em chịu thua. Chịu thua à? Thế chúc em may mắn lần sau nhé. Dạ, em okay, anh cảm ơn nhé. Vâng. Bây giờ em đọc lái lại 5 câu của anh thì anh sẽ tặng em 50k. Câu đầu tiên này. Trông em rất là đáng yêu ấy. Tại vì lúc nào em cũng xoa kính. Thôi anh đổi lại được không anh? Em đổi câu hỏi được không em? Em biết cái này rồi. Không biết cái này, đọc ngược lại từ xoa kính. Đây, đọc ngược lại từ xoa kính. Không biết rồi. Không biết luôn. Vâng. Không lát được luôn. Không lát được, xinh quá à. Rồi. Không, đúng không, hiểu chưa. Ví dụ một câu như thế nhá. Vâng. Câu tiếp theo này. Hôm nay anh tán, tình còn chưa đổ. Thôi anh ơi,